4 phát minh công nghệ độc đáo mà có thể bạn chưa biết. Lịch sử thế giới đã chứng kiến nhiều phát minh và sự cải tiến được ra đời. Từ những phát minh thô sơ như bánh xe, giấy viết đến các thiết bị công nghệ cao ngày nay đã góp phần làm thay đổi đáng kể cuộc sống của chúng ta. Và dưới đây là 4 phát minh công nghệ cũng không kém phần độc đáo mà có thể bạn chưa biết. 4. Fader.io game bắn súng thực tế ảo. Fader.io là một trò chơi thực tế ảo thuộc thể loại game bắn súng, cho phép game thủ sử dụng điện thoại để nhắm bắn, và chiến trường chính là đường phố xung quanh. Để tạo ra một chiến trường thực sự với thiết bị ngoại vi cảm biến nhỏ gọn mang tên 363R Chitter đính kèm lên thiết bị của người chơi, bạn hoàn toàn có thể ghi lại toàn bộ quá trình chơi để thưởng thức hoặc chia sẻ với bạn bè. Lối chơi của Fader.io cho phép game thủ sử dụng chính chiếc smartphone của mình thành vũ khí chống lại những game thủ khác giữa chiến trường đời thật. Bất cứ nơi nào, người chơi cũng có thể gặp kẻ địch của mình trong thư viện, giữa phố hoặc trong quán cà phê hoặc ngay cả trên xe buýt. Sử dụng công nghệ tăng cường thực tế ảo, Fader.io sẽ lồng giao diện và mô hình vũ khí 3D trên khung cảnh đời thật, cho phép game thủ thực hiện những pha ngắm bắn, thay đạn, dùng xào rần hồng tâm và nhiều chức năng cực kỳ thú vị khác. 3. Vòng đeo tay Elemon. Elemon được thiết kế như là một món đồ trang sức có thể phù hợp với hầu hết mọi trang phục cổ phái đẹp. Elemon có thể kết nối với chiếc smartphone của bạn, nó sử dụng đèn LED, âm thanh và rung để thông báo cho bạn tin nhắn, cuộc gọi đến, đếm bước chân và thậm chí là xem giờ. Các đèn LED trên thân của Elemon có thể được tùy chỉnh theo ý của người đeo để mang lại phong cách riêng cho từng người. Bạn còn có thể tìm kiếm chiếc điện thoại của mình bằng cách chà tay lên chiếc vòng, và thế là điện thoại của bạn sẽ reo lên để bạn có thể xác định được vị trí của nó. Người sáng lập ra Elemon là cô Jinju, hiện đang huy động vốn trên trang Kickstarter để có thể đưa vòng tay thông minh của mình đến tay của nhiều người. 2. Bình xịt hơi cay thông minh. Thiết bị này có tên gọi là Defender, không giống như những bình xịt hơi cay bình thường ngoài thị trường. Khi bạn bị tấn công bởi một tên tội phạm nào đó, bạn sẽ xịt hơi cay thẳng vào mắt đối phương để có thể trốn thoát. Ngay sau khi bạn ấn nút để xịt hơi cay, chiếc đèn LED sẽ được kích hoạt cùng camera để lưu giữ lại dung nhan của kẻ tấn công. Sau đó, phụ kiện này sẽ truyền thông tin tới smartphone bằng một ứng dụng đặc biệt. Những thông tin, hình ảnh, vị trí của bạn sẽ được ứng dụng này truyền tới phòng ban cảnh sát để xử lý, xác nhận thông tin và cử người đi giải cứu. Mức giá đề nghị cho Defender là $159, kèm theo một năm dịch vụ giám sát trực tiếp ở Mỹ. Ngoài chức năng bảo vệ an toàn cho chủ nhân khỏi sự tấn công của người lạ mặt, nó còn có thể được sử dụng như một thiết bị cầu cứu khi thân chủ gặp các sự cố ngoài ý muốn như bị thương. Tuy nhiên, ở Việt Nam, ngoài các cơ quan chức năng được phép quản lý và sử dụng, thì bình xịt hơi cay là một thiết bị mà người dân không được phép tàng trữ, sử dụng, mua bán hoặc trao đổi dưới bất kỳ hình thức nào. 1. Vòng đeo tay Secret. Secret không phải là một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bảng. Nó là một chiếc vòng đeo tay thông minh được trang bị một máy chiếu Pico cùng 8 cảm biến từ xa. Thiết bị này không cần kết nối với những chiếc smartphone hay máy tính bảng khác mà vẫn có thể hoạt động độc lập. Điểm đặc biệt của chiếc vòng tay này là nó không có màn hình hiển thị và bạn sẽ thao tác trực tiếp ngay trên chính da tay của mình. Bạn vẫn có thể vuốt chạm, tương tác bình thường với thiết bị này như những thiết bị Android khác. Nhờ 8 cảm biến tầm xa mà chiếc vòng có thể xác định được chính xác các thao tác của bạn và thực hiện chúng. Bạn chỉ việc lắc cổ tay mình là màn hình sẽ hiển thị lên và bạn có thể nhắn tin, gọi điện hay thậm chí là chơi game mà không cần đến những chiếc smartphone như trước đây. Với khả năng gọi điện, nhắn tin, Secret đã tiến dần đến khả năng của một chiếc smartphone. Và cho tới thời điểm này, những chiếc Secret vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và vẫn chưa được bán ra thị trường. Các bạn vừa xem xong video 4 phát minh công nghệ độc đáo mà có thể bạn chưa biết. Và bạn thích sản phẩm nào nhất từ những phát minh trên? Hãy bình luận bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã xem kênh và đừng quên đăng ký để theo dõi những video mới nhất trên kênh của chúng tôi.